Hello, xin chào tất cả mọi người. Cả nhà ơi, hôm nay Phượng lại cùng đồng hành với con và lớp để đi làm cái công tác thiện nguyện mà nhà trường tổ chức hàng năm á mọi người. Thì cuối năm nào hầu như là lớp con cũng tổ chức đi một chuyến thiện nguyện đến để chia sẻ những cái mảnh đời bất hạnh, những cái bạn có cái hoàn cảnh khó khăn hơn mình á mọi người. Thì đây là một cái hoạt động rất là ý nghĩa cho các con để có được những cái nhìn, những cái trải nghiệm và những cái chia sẻ lá lành đùm lá rách. Thì đây là một cái chương trình của nhà trường tổ chức mà Phượng rất chi là tâm đắc và rất là muốn đồng hành với các con, cho nên năm nào Phượng cũng đi theo mọi người. Thì bây giờ xe của bên tour họ đã đến và đón các con đi. Thì bây giờ Phượng mời tất cả mọi người theo chân Phượng và đoàn cùng đến trung tâm nhân đạo quê hương ở Bình Dương ấy mọi người. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng lên xe nha. Thì hôm nay á, đồng hành của các con á, là gồm có hai phụ huynh và thầy chủ nhiệm cho nên là lớp cũng vô cùng là yên tâm để có một cái chuyến đi thiện nguyện thật là ý nghĩa. Và bây giờ Phượng xin nhường chương trình lại cho bạn hướng dẫn viên trên xe để phổ biến lại cho các con những cái hoạt động nhé. Thấy nó có nghĩa không? Đúng không? Ngày hôm nay là mình đi chơi cùng với lớp của mình. Đó, cho nên là chúng ta phải trọn vẹn cái ngày hôm nay. Các bạn ha. Rồi đầu tiên các bạn ngước lên trên giùm anh nè. Ghế nào cũng có các bạn. Xe mình sẽ có một cái hệ thống máy lạnh rất là xịn, tại vì xe mình được nhập khẩu từ bên bển về. Từ bên American Thor, Mỹ Thor. American Thor các bạn. Không, American Thor, còn Mỹ Thor đó. Cho nên là có hệ thống rất là mát các bạn ha. Ví dụ trong quá trình di chuyển các bạn chúng ta cảm thấy là nóng quá, giúp giùm anh là ấn vô cái nổ lực lượng. Ấn vô cái này giùm anh. Đó. Con đó các bạn, mà bà nhận nuôi về hơn 300 người con, và những cái người mà bà nhận nuôi và có cô này nhận nuôi á, thì cô này nhận nuôi những cái trường hợp đó, thứ nhất là trẻ mồ côi, thứ hai là những em bé bị khuyết tật. Và khi mà cô nhận về như vậy thì cô nuôi lớn, sau đó tiếp theo nữa là cô sẽ dạy những cái ngành nghề cho các bé này, tại vì những trường hợp của các bé các bạn, những trường hợp của các bé rất là khó để mà hòa nhập vào trong xã hội đó, đặc biệt là các bé bị khuyết tật. Cho nên là cổ sẽ ngoài cái việc là nuôi lớn các bé này ra, thì cổ còn dạy cho các bé này những công việc, gọi là những công việc phù hợp với các bé để mà có thể sau này có thể đi làm, có thể làm và có thể kiếm tiền mưu sinh đó, có thể phục vụ cho bạn mưu sinh, phục vụ cho bản thân mình đó. Tức là khi ngày hôm nay là các bạn chúng ta đi tới điểm này đã thấy là các bạn chúng ta có một cái tâm thái rất là hào hứng, đúng không các bạn? Là chúng ta ngày hôm nay chúng ta đang san sẻ cái sự yêu thương của các bạn dành cho những cái bé ở đây. Tại vì thật sự ra trong cuộc sống này á, nhiều khi các bạn ở nhà, cho anh hỏi một điều như thế này nè, có bao giờ ở nhà các bạn giận ba mẹ các bạn không? Giận cái gì? Giận là tại sao ba mẹ không hiểu mình, tại sao ba mẹ mình cứ la mình, tại sao mà mình muốn cái này ba mẹ lại không mua cho mình, giống như là những người bạn khác của mình. Có bao giờ mình giận cái điều này không? Cái này tâm sự thiệt, có bao giờ giận cái điều này không? Có đúng không? Chắc chắn có, đừng nói không. Ngày xưa anh cũng từng học sinh như các bạn, có những lần các bạn đôi khi các bạn muốn ba mẹ mình quan tâm theo cái cách mà các bạn muốn là ba mẹ hiểu các bạn. Nhưng mà có một lần nào các bạn ngồi lại, các bạn ngồi nói chuyện với ba mẹ để cho ba mẹ hiểu các bạn chưa? Đừng có bắt ba mẹ phải hiểu mình. Biết sao không các bạn? Tại vì để mà ba mẹ tự hiểu các bạn nó rất là khó. Các bạn là một thế hệ khác, ba mẹ là một thế hệ khác, hai người là hai thế hệ khác nhau. Mà để hiểu nhau rất là khó, chỉ có một cách, đó chính là giao tiếp với nhau, là nói chuyện với nhau mới hiểu được thôi. Rồi khi đôi khi các bạn lại giận ba mẹ mình là tại sao ba mẹ không mua cho con cái này, không mua cho con cái kia. Có đúng không? Có đúng không các bạn? Nhiều khi, ví dụ hồi nhỏ đi, bạn mình có một cái món đồ chơi cũng rất là xịn sò, bây giờ cũng vậy chứ không nói hồi nhỏ. Cái mình cũng muốn một cái món đồ chơi đó, mà mình mua, mình nói ba mẹ mình lại không mua cho mình. Đó, có những lần là chúng ta sẽ cảm thấy như vậy, đúng không các bạn? Tuy nhiên có bao giờ các bạn biết á, là có thể ba mẹ không mua cho các bạn, nhưng mà các bạn có bao giờ các bạn hỏi một điều như thế này, là các bạn những cái mà các bạn có
những cái các bạn, ba mẹ các bạn dành cho các bạn là những đang hiện đang dành cho các bạn là những cái mà ba mẹ có làm hết sức của bản thân mình để dành cho các bạn rồi. Có bao giờ các bạn cảm thấy cái điều đó không? Các bạn có bao giờ có cảm thấy là những cái mà chúng ta đang có là từ đâu ra không? Rồi để mà có được những cái đó, ba mẹ dành cho mình những cái đó, ba mẹ phải làm cực khổ như thế nào các bạn biết không? Không, các bạn không biết đâu, chưa, làm sao các bạn biết được, làm sao các bạn thấy được ba mẹ mình đi làm cực khổ như thế nào? Các bạn biết một điều á, là đôi khi các bạn không có suy nghĩ một điều là ba mẹ mình tìm ra một cái, các bạn bây giờ mình còn đi học, còn được sự bao bọc của nhà trường cũng như là thầy cô và phụ huynh, ba mẹ, cho nên các bạn chưa có đi kiếm tiền. Các bạn sẽ chưa biết được cái sự cực khổ khi mà cái kiếm ra một cái đồng tiền nó như thế nào. Đây thì sau khoảng 30 phút di chuyển từ quận 2 thành phố Hồ Chí Minh thì đã tới điểm mà trung tâm nhân đạo quê hương rồi nha mọi người. Thì ở đây là do một cái cô tên là cô Hương đã sáng lập hơn 20 năm nay. Thì trung tâm hiện tại đang có 360 bé tuổi từ cấp 1 cho đến cấp 3 nha mọi người. Nhưng mà hầu hết là các bé cấp 2 là nhiều. Thì cô đã cưu mang cũng như là thành lập cái trung tâm này để mà cưu mang những cái hoàn cảnh cơ nhỡ lang thang, những cái bé kém may mắn đến với trung tâm. Và các con ở đây thì được ăn, được học và vui chơi trong một cái khuôn viên cũng khá là rộng đó mọi người. Đó thì là Phượng cũng quay sơ bộ những cái hình ảnh, những cái thông tin của các con đã tập kết đến nơi như thế nào cho mọi người xem nhé. Thì bây giờ là các con đang di chuyển những cái nhu yếu phẩm mà lớp đã đóng góp. Thí dụ như là dầu ăn, rồi là gạo, đường, muối, mắm, rồi thậm chí là quần áo, sách vở, giày dép và có cả tiền mặt đến với trung tâm. Thì hy vọng cũng chia sẻ với các bé bớt đi phần nào những cái nỗi lo của những người phụ trách ở đây, và cũng chia sẻ món ăn tinh thần đến các con để cho các con có được cái sự ấm áp và tình thương của tất cả mọi người. Đó, thì lớp cũng có rất là nhiều phần quà nha mọi người. Thì các bạn sẽ tập kết lại đây và chút xíu nữa thì sẽ trao lại cho cô Mùi là người quản lý chung ở trung tâm nha mọi người. Đây thì đây là cô Mùi mà quản lý trung tâm này nha mọi người. Cô đang giới thiệu và nói qua cho tất cả đoàn biết được là cái hoạt động của trung tâm từ năm nào đến năm nào và hiện tại đã có được bao nhiêu bé. Và cũng có một số bé thì đã học hết cấp 3 và đi học đại học rồi, các học nghề rồi. Tại vì ở đây thì có rất là nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bé lành lẹn lặn cũng có, mà bé khuyết tật cũng có mọi người. Cho nên là để khi mà các bé lớn lên để ra hòa nhập với cộng đồng và có một công ăn việc làm, nuôi sống bản thân này quả là một cái điều không hề dễ dàng mà trung tâm đã làm được hơn 20 năm nay. Đó thì Phượng quay sơ bộ những cái hình ảnh mà trung tâm đã lưu giữ lại, dán lên trên tường để cho tất cả các đoàn đến mình có thể hiểu hơn được những cái hoạt động và những cái mảnh đời như thế nào, để cho mọi người cùng thấm và hiểu hơn và đồng hành, đồng cảm hơn cùng các bé nha mọi người. Nhìn những bé ở đây thì thật sự rất là đáng thương, tại vì không có cha cũng không có mẹ, thì cũng rất là may trung tâm đã đưa về và nuôi dưỡng cũng như cho ăn học ở đây, thì thật sự cũng lấy làm vui cho các bé rồi. Đấy thì thầy chủ nhiệm cũng đang trao những cái phần quà và viết lại những cái thông tin để cho trung tâm lưu lại, để mai này sẽ tri ân những cái đơn vị, những cái tổ chức đến đã giúp đỡ trung tâm cho mọi người. Đây. Đây, thầy chủ nhiệm của các con đang nói chuyện với bé. Con mấy tuổi rồi? Hả? 10 tuổi hả? 10 tuổi chút xíu vậy hả? Con có học không? Con học lớp mấy? Lớp 4 hả? Hôm nay được nghỉ hè chưa? À chưa hả? Con thi chưa? À con học ở đâu? À trong này luôn. À trong này là có cái khuôn viên trường luôn này mọi người. Trong này là có nhà tài trợ
xây đây luôn nè, là các con sẽ học tại đây luôn. Khi nào học đại học hoặc là học nghề thì mới đi ra ngoài. Đó, là đang nhỏ xíu mà đến giờ là cũng phải quét dọn trực này. Và đây thì là một số cái hình ảnh á mà Phượng quay được tại những cái phòng ở của các con ngủ và sinh hoạt và học hành buổi tối nha mọi người. Thì cái không gian phải nói là khá là nóng nực, nhưng mà các con cũng như thế này là đối với các con cũng đã quá là hạnh phúc rồi. Thì đoàn đến vào cái ngày nghỉ ấy, cho nên là các con đã được nghỉ học cuối tuần và đang vui chơi này mọi người. Thấy đoàn đến thì các con rất là vui và háo hức vì được có quà này, được mọi người, được các anh chị đến chia sẻ những cái niềm vui mà thường nhật là sẽ không có. Đó thì là một số cái hình ảnh mà đoàn đã ghi lại được, Phượng cũng xin gửi lên đây. Và qua đây thì Phượng cũng hy vọng được các con sẽ có được những cái trải nghiệm và có được những cái chia sẻ và những cái góc nhìn với những cái mảnh đời mà tất cả chúng ta cần phải chung tay. Phượng xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những video tiếp theo.